khi mà chúng mà và trong cái thời gian gần đây thì là có một cái sự thay đổi về pháp luật, thì cái pháp luật mới hiện hành nó lại không áp dụng cho cái thời điểm khi mà xảy ra cái vi phạm đó. Thì khi chúng ta mà tư vấn đối với khách hàng về cái mức phạt hoặc là các cái hành vi vi phạm liên quan như thế nào, thì chúng ta phải quay lại cái thời điểm của pháp luật trước đây, chứ không phải là sử dụng cái pháp luật bây giờ. Và ngoài bây giờ thì các bạn có rất là nhiều các cái công cụ để thực hiện cái việc xác định cái quy phạm pháp luật liên quan. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng các cái thư viện pháp luật, hay là Luật Việt Nam, hay là rất là nhiều các cái cơ sở dữ liệu luật lớn, ở trong đó nó có giúp chúng ta rất là nhiều. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy là có thể là cả cái văn bản đấy người ta không có thay đổi, vẫn có hiệu lực, thế nhưng mà cái điều cụ thể mà mình cần quan tâm thì nó lại bị có thể là bị thay thế, có thể là được giải thích một cách chi tiết hơn. Thế thì khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta đặc biệt phải lưu ý cái vấn đề đấy. Bởi vì là nếu như là một người học luật, làm luật mà khi trích luật ra lại trích sai, hoặc là áp dụng khi mà chúng ta tìm cái điều luật để áp dụng mà còn sai, thì cái những cái bước tiếp theo nó sẽ không có ý nghĩa nữa. Vâng, thế thì ngoài ra có một cái khía cạnh, đó là không chỉ là khi mà các bạn làm chuyên sâu về trong một cái lĩnh vực nào đó rồi, thì thường các bạn sẽ rất là quan tâm đến những cái dự án luật mà đang có liên quan đến cái vấn đề mà mình chuyên sâu. Thế thì không chỉ là để cho cái phần tư vấn của mình ý, nó được đầy đủ, nó được trọn vẹn, thì không chỉ là luật hiện hành mà thậm chí là các bạn còn cần phải biết được là sắp tới liệu nó có cái thay đổi gì không, liệu là các nhà lập pháp có đang sử dụng một cái có đang xây dựng hoặc là sắp sửa ban hành một cái quy định pháp luật gì mới liên quan mà nó có thể làm thay đổi cái suy luận của mình hay không. Và ngoài ra thì các bạn cũng thế, thì với những cái hiểu biết và những cái sự chuẩn bị như vậy thì các bạn sẽ có thể làm được một cái các bạn có thể chuẩn bị đưa ra được những cái lời tư vấn pháp lý tốt nhất. Vâng, thế sau khi mà các bạn đã xác định được vấn đề giải quyết, các bạn đã tìm được các cái quy phạm liên quan rồi, thì chúng ta đến cái bước 3. Đấy là cái việc là phân tích pháp luật và áp dụng và để giải quyết các cái tình huống. Thì cái phần phân tích pháp luật này thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái yêu cầu của khách hàng của mình. Thế thì thực ra là các cái yêu cầu của khách hàng, của cái người cần được tư vấn ý, trên thực tế thì nó rất là rộng, nó muôn vình vạn trạng. Thế nhưng mà khi mà các bạn phân tích pháp luật thì và áp dụng, thì các bạn nhiều khi là cùng một cái câu hỏi thôi nhưng mà nó lại có rất là nhiều các câu trả lời. Ví dụ như là họ muốn, chẳng hạn như một cái ngân hàng họ muốn tiến hành áp dụng, à không, có thể là một cái ngân hàng thì một cái tổ chức trung gian thanh toán họ muốn tham gia vào một cái hoạt động hợp tác với ngân hàng liên quan đến chương trình là buy now pay later chẳng hạn. Đó, thế thì trong cái trường hợp đấy thì họ sẽ có một số các câu hỏi với mình, hoặc là một cái nhà đầu tư nước ngoài mới vào Việt Nam họ muốn tiến hành đầu tư kinh doanh về chứng khoán, thì họ sẽ đặt ra các cái câu hỏi về các cái mô hình nào mà họ có thể sử dụng để đạt được cái mục đích của họ. Thế thế thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh là gì? Đó là thứ nhất là khi mà các bạn tiến hành phân tích pháp luật và áp dụng vào để giải quyết những cái yêu cầu của khách hàng của mình, thì luôn phải nhớ hai cái điều rất là quan trọng. Thứ nhất đó là cái tư vấn pháp lý của mình dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đảm bảo là đúng pháp luật. Cái đấy là không chỉ là để đảm bảo lợi ích cho khách hàng mà còn để đảm bảo cái lợi ích cho chính cái người đưa ra cái lời tư vấn đó, chính là chúng ta. Thế nên là thứ nhất là cái mục đích thứ nhất là phải đúng pháp luật, và cái thứ hai là nó phải phù hợp với cả cái hoàn cảnh, với cả cái yêu cầu và cái mục đích của khách hàng. Nó phải có cái tính thực tiễn. Chẳng hạn như là các bạn nó chỉ người ta chỉ mong muốn, ví dụ như trong một cái hợp đồng mà một cái hợp đồng mua bán đi, thì với cả khi mà khách hàng họ đến với mình, họ với cái đối tác này cũng cùng là cái hợp đồng mua bán đấy thôi, nhưng đối với đối tác A thì họ lại có các cái yêu cầu về cái phương thức thanh toán khác nhau khác,
họ có thể vì đây là đối tác làm ăn lâu năm rồi thì họ hoàn toàn là tin tưởng và họ đồng ý cho cái phương thức thanh toán là sau 30 ngày được nhận hàng. Nhưng đối với đối tác B là một cái đối tác mới mà chưa bao giờ họ có cái quan hệ thương mại trao đổi mua bán trước đây thì họ yêu cầu luật sư đưa ra những cái phương án để đảm bảo hơn cho cái việc thanh toán. Thế thì cùng là cái hợp đồng như vậy, cùng là cái hàng hóa như vậy, cùng một cái khách hàng như vậy nhưng họ lại có những cái yêu cầu tại những cái thời điểm khác nhau. Với những cái trường hợp khác nhau thì lại có những cái yêu cầu khác nhau. Vậy thì chúng ta phải phân tích pháp luật để làm sao đưa ra một cái phương án mà tốt nhất, nó phù hợp nhất với khách hàng. Bởi vì chúng ta có thể đưa ra rất nhiều phương án nhưng nó lại không phù hợp với khách hàng, nó lại yêu cầu, nó lại nằm ngoài cái khả năng thực hiện của khách hàng chẳng hạn. Thì trong trường hợp đấy theo mình là nó sẽ không hiệu quả và khách hàng có thể là sẽ phải cân nhắc hơn cho cái lần tư vấn tiếp theo của chúng ta. Và cuối cùng thì là cái bước 4, đó là kết luận và đưa ra các cái tình huống để giải quyết các cái vấn đề. Thì như đấy, như mình vừa trao đổi là có thể là sẽ có rất là nhiều các cái cách phương án giải quyết khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng nên đưa cho, nếu mà được thì có đưa cho các khách hàng những cái phương án nào mà nó ít rủi ro nhất, nó có khả năng thực thi nhất và nó đúng pháp luật và phù hợp với cả cái yêu cầu mà khách hàng đưa ra cho chúng ta. Và cũng phải nói là nhiều khi thì các bạn biết đấy là pháp luật thì luôn đi sau so với thời đại. Chúng ta mặc dù là những nhà lập pháp là rất là cố gắng để có thể dự trù hết các cái trường hợp, thế nhưng mà cũng không thể nào mà đưa ra từng cái quy định để giải quyết trả lời trắng đen cho mọi câu hỏi. Thế nên nhưng mà cũng chính vì thế mà cái người khách hàng, người cần được tư vấn mới tìm đến chúng ta để yêu cầu chúng ta tư vấn pháp luật. Và trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái quy định, những cái cách hiểu của chúng ta này, đưa ra những cái cách hiểu hoặc là những cái cách áp dụng pháp luật ở trên thực tế và các cái phương án để có thể giải quyết tốt nhất cho các cái yêu cầu của người cần được tư vấn. Rồi, thế thì trong trường hợp này thì cái nội dung cần có trong báo cáo trong cái thư tư vấn thì gồm có những cái gì? Thứ nhất là đây. Nó sẽ đầu tiên là chúng ta cần phải đưa vào thông tin của khách hàng. Đây, tôi xin phép chia sẻ lại một cái mẫu thư tư vấn. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Đây là một cái mẫu thư tư vấn của công ty luật Tilikian Gibbons. Hiện nay thì thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có là cái thư này được gửi qua email hay là qua, có rất là nhiều khách hàng họ yêu cầu là phải in cái thư ra và đóng dấu và gửi cho họ bản cứng. Có ngày tháng năm cụ thể, cái việc ngày tháng năm cụ thể rất là quan trọng bởi vì là nhờ có cái hiện giờ các bạn có đang nhìn thấy kia không ạ? Dạ, không thấy ạ. À vâng, xin lỗi các bạn, đây để mình share lại xem. Các bạn chờ một chút ạ, mình sẽ chuyển sang. Hiện giờ là vẫn là slide đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đây ạ. Vâng, bây giờ các bạn đã nhìn thấy chưa ạ? Dạ thấy rồi ạ. Vâng, đây là một cái mẫu thư tư vấn của công ty luật Tilikian Gibbons. Thì các bạn có thể thấy là đầu tiên này, chúng ta tôi xin phép là bởi vì cái này nó khá là quan trọng, thế nên là tôi sẽ đi vào chi tiết hơn. Đó, các bạn sẽ thấy đầu tiên chúng ta sẽ có ngày tháng năm. Tại sao? Cái đấy, những cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà sẽ thể hiện cái sự chuyên nghiệp của các bạn và sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thứ nhất là khi mà các bạn xem lại, các bạn có thể biết được là cái thư này
vì các bạn sẽ không chỉ tư vấn một lần mà khách hàng có thể quay đi quay lại rất là nhiều lần. Thì cái việc mà mình ghi rõ cái ngày tháng năm cũng sẽ giúp các bạn khi mà 3 năm nữa, 1 năm nữa, 2 năm nữa quay lại, bạn vẫn có thể reference lại xem là cái thư đấy mình viết vào lúc nào, những cái quy định pháp luật nào đang áp dụng lúc đấy, liệu nó có cái thay đổi gì từ cái thời gian đấy trở đi hay không. Đó, thứ hai là các bạn sẽ phải có tên của khách hàng, địa chỉ của khách hàng. Thứ ba là cái người nhận là ai. Đó, tất cả các cái thông tin về khách hàng. Một cái chủ đề, nội dung của cái bức thư là gì, của cái thư tư vấn là gì. Sau đó thì cái phần sau khi có các cái phần về lời chào, rồi là có nói qua là sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng thì chúng tôi sẽ cung cấp các cái tư vấn như sau. Và thứ nhất là trong cái phần 1, đây chỉ là một cái sườn thư mà mình suggest để các bạn tham khảo thôi, còn sau đấy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái mẫu của riêng mình. Nhưng mà trong cái phần thứ nhất thì chúng ta có thể là giới thiệu hoặc là đưa ra các cái một cái tóm tắt ngắn gọn về cái yêu cầu của khách hàng, và có thể trong cái phần này thì các bạn có thể tóm tắt nội dung của cái case đấy này, các bạn có thể viết cụ thể các cái câu hỏi của khách hàng là gì, và có một cái nội dung thứ ba ở đây là các bạn có thể đưa ra một cái summary, một cái tổng quát về cái nội dung tư vấn ở dưới của các bạn. Tại sao lại cần phải có cái phần này? Bởi vì là nhiều khi là các cái vấn đề của chúng ta giải thích ở dưới nó sẽ rất là phức tạp, rất là dài dòng, thì có thể cái người đọc ấy, cái đối tượng sẽ đọc cái thư tư vấn này có thể rất là nhiều người, có thể sẽ là cái bên bộ phận pháp chế của công ty, là những cái người mà họ đã có cái kiến thức về pháp luật rồi và họ có thể đọc và hiểu từng các cái vấn đề nội dung ở dưới, họ cần phải đi sâu vào chi tiết để hướng dẫn hoặc là để thực hiện. Tuy nhiên, cái người đọc của chúng ta cũng có thể là một vị tổng giám đốc hoặc là một manager nào đó, thì những cái người này có thể họ, thứ nhất là họ có thể là không có chuyên môn về pháp luật, thứ hai là họ không có nhiều thời gian để có thể đọc được toàn bộ cái phần thư tư vấn này, thì cái mà họ cần là những cái điểm gút, những cái điểm mấu chốt để người ta có thể đưa ra cái quyết định là làm gì, nên hay không nên làm cái gì. Thế nên là mình luôn khuyên là các bạn nên có một cái phần ngắn gọn, tổng kết một cách xúc tích cô đọng về những cái phần nội dung mà mình muốn tư vấn ở trong cái phần 1 này. Cái phần thứ hai nó cũng tương ứng với cả cái bước thứ hai mà mình vừa nói trên kia, đó là nêu lên các cái quy định pháp luật cần sẽ được áp dụng ở trong cái thư tư vấn này. Thì đối với cả cái phần này, các bạn sẽ nêu rõ đối là tên của cái văn bản, tên của văn bản pháp luật là gì, do ai ban hành vào ngày tháng năm nào, và sau đó thì chúng ta có thể mở ngoặc ra để viết tắt xem cái văn bản pháp luật đấy viết tắt là gì, thì sẽ phục vụ cho các bạn sử dụng ở trong cái phần ở dưới là cái phần nội dung, thì sẽ khiến cho cái phần trình bày của các bạn sẽ rất là dễ nhìn, và các bạn sẽ không phải lặp lại tên của các cái văn bản pháp luật rất là dài dòng này ở cái phần dưới nội dung của mình nữa, và vẫn đầy đủ để cho khách hàng khi mà họ muốn tra cứu xem có đúng cái nội dung của cái văn bản pháp luật đấy là như vậy hay không, thì các bạn người ta có thể vào cái phần này. Rồi sau đó thì đến phần thứ ba, đó chính là cái phần nội dung chính của cái phần tự của cái thư tư vấn. Thì cái nội dung chính này của cái thư tư vấn thì nó có thể có rất là nhiều các cái cách trình bày khác nhau, tùy theo cái yêu cầu. Chẳng hạn như là nếu mà làm trình bày có thể viết một cái advice rất là một cái advice dài về một cái vấn đề cụ thể, thì các bạn diễn giải phân tích các cái mô hình mà bên khách hàng đưa ra. Tuy nhiên nó cũng có thể là các bạn đưa ra một cái view tổng quát về quy định của pháp luật Việt Nam đối với cả cái câu hỏi của khách hàng, đối với vấn đề pháp lý mà khách hàng nó quan tâm. Sau đó thì ở dưới các bạn có thể chia nhỏ ra để giải thích những nếu mà khách hàng có những cái câu hỏi cụ thể. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cái cách mà chúng ta phân tích trong cái phần nội dung này thì có thể là các bạn sẽ đưa ra quy định của pháp luật trước, sau đó thì các bạn sẽ so sánh đối chiếu nó với cả cái trường hợp, cái câu hỏi của khách hàng. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể rút ra một cái kết luận nào đó và đưa thêm những cái nội dung liên quan đến là trên thực tế pháp luật thì thi hành như thế nào,
hoặc là các cái vấn đề liên quan đến là liệu có các cái quyết định tòa, nếu mà chẳng hạn như cái vấn đề đấy nó chưa có quy định pháp luật nào cả thì chúng ta có thể xem trên thực tiễn thì như thế nào, có những cái trường hợp tương tự hay không, và các cái người mà họ, những người mà đã thực hiện rồi thì họ có bị cơ quan nhà nước enforce hay không, hoặc là họ có thể là có những cái cách nào khác trên thực tiễn để có thể áp dụng những cái vấn đề này, hoặc là cơ quan nhà nước họ sẽ có một cái xu hướng quy định trong cái thời gian tới ra sao. Có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng để cho cái nội dung tư vấn của chúng ta nó đầy đủ nhất thì chúng ta sẽ không chỉ tìm các cái quy định ở trong pháp luật mà chúng ta còn phải tìm kiếm research trên internet tất cả những cái vấn đề thực tiễn có thể liên quan hoặc là các cái quyết định của tòa án, các cái bản án của tòa án, thậm chí thêm một cái kênh nữa để các bạn biết đó chính là các cái công văn. Khi mà có rất là nhiều các cái vấn đề trên thực tiễn thì các cơ quan nhà nước họ không phải bao giờ họ cũng cũng đưa hết vào văn bản vi phạm pháp luật, mà sẽ có những cái vấn đề họ có thể trả lời giải quyết qua các cái công văn khi mà các doanh nghiệp có câu hỏi đưa lên, thì chúng ta cũng sẽ xem xét những cái đó để nó có liên quan đến cái vấn đề mình có đang quan tâm hay không, và sau đó thì các bạn có thể đưa ra những cái lời khuyên mà hữu ích nhất và có thể thực hiện được đối với khách hàng của chúng ta. Và đến cuối cùng thì đấy là một cái phần cuối cùng thì sẽ là một cái phần lời chào và cảm ơn. Cái này nó cũng là một cái phần để thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình trong cái quá trình mà làm là viết cái thư tư vấn. Vâng, thế bây giờ tôi xin phép quay lại cái slide của chúng ta. Vâng. Vâng. Đó, thế thì đối với cái hình thức trình bày của báo cáo tư vấn pháp lý ấy, thì nó sẽ có những một số các cái vấn đề về hình thức và một số các vấn đề về ngôn ngữ. Đối với các vấn đề về hình thức ấy, thì các bạn biết đấy, khi mà các bạn đọc một cái bất cứ một cái gì, nếu như mà được trình bày một cách dễ nhìn, một cách sáng sủa thì bao giờ các bạn cũng sẽ thấy là đấy, các bạn sẽ thấy tốt hơn, các bạn sẽ thấy là người ta cái người đọc người ta sẽ dễ chịu hơn, người ta sẽ dễ theo dõi hơn, bởi vì là có những cái thư tư vấn nó sẽ rất dài, nó sẽ rất nhiều các cái nội dung nhỏ ở trong, và nó có cái sự dẫn chiếu từ cái nội dung nọ sang nội dung kia thì làm thế nào. Nếu mà chúng ta có một cái sự cách dòng, cách đoạn, có cái sự đánh numbering một cách tốt nhất thì sẽ giúp cho cái người đọc rất là nhiều. Thứ hai là liên quan đến cái vấn đề là footnote về trích dẫn, thì chúng ta cần phải trích dẫn một cách chính xác và đầy đủ cái nguồn, và các bạn luôn luôn nhớ là khi mà đây tôi cũng chỉ nhắc thêm thôi, đấy là sau khi mà các bạn đã soạn thảo xong một lượt rồi thì các bạn nên kiểm tra lại một lần nữa các cái footnote và xem nó đã chính xác và đầy đủ chưa, các cái vấn đề về pháp luật chúng ta đưa ra đã đúng chưa. Và thứ hai đó là cái vấn đề cũng về hình thức thôi ạ, đó là thống nhất những cái phông chữ xuyên suốt cái thư tư vấn, thống nhất về cái mặt hình thức. Bởi vì sao, thành thật mà nói là nhiều khi là chúng ta có thể là copy paste của một cái thư tư vấn khác, hoặc là ở trên cái trang dịch tiếng Anh của văn bản luật pháp luật chẳng hạn. Thế trong cái trường hợp đấy thì cái phông chữ khi mà nó gửi ra nó bị thay đổi, nó mỗi một cái phần lại một phông chữ khác nhau, thì thật sự mà nói là nhìn vào trong cái báo cáo đấy, trong cái thư tư vấn đấy thì nó sẽ rất là mất cảm tình. Và thứ ba, một cái phần tiếp theo đấy là khi mà chúng ta viết tư vấn pháp luật ấy, thì các bạn nên viết những cái câu càng ngắn gọn, càng đơn giản, càng dễ hiểu càng tốt. Không nên chỉ trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ lắm thì mới nên dùng các cái câu dài. Còn đâu thì cố gắng chia nhỏ cái câu ra và viết một cách ngắn gọn súc tích. Cái phần thứ hai đó là liên quan đến cái ngôn ngữ sử dụng, cái cách các bạn dùng từ. Thì trong trong cái thư tư vấn ấy thì chúng ta có thể là cần phải
chú ý là trước đây thì hai bên đã có cái sự mình giữa người tư vấn và khách hàng thì có thể là đã trao đổi với nhau trước như thế nào, nó sử dụng những cái tông giọng ra sao và đối tượng được các bạn tư vấn là ai. Nếu như mà các bạn viết thư tư vấn cho một cái tùy từng trường hợp, chẳng hạn như là thư tư vấn cho một người mà họ không có kiến thức sâu về luật thì cái cách sử dụng từ các bạn sẽ phải khác so với một người mà là giám đốc pháp chế của một công ty, thì cái các cái từ ngữ sử dụng để diễn giải các vấn đề nó cũng có thể khác đi. Chúng ta có thể sử dụng những cái từ vựng pháp lý một cách dễ dàng thoải mái hơn, nhưng đối với những chẳng hạn như là các bạn tham gia một chương trình nào đó mà cần tư vấn pháp luật cho những SME, các cái doanh nghiệp trẻ mới thành lập, là những người rất là trẻ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái từ ngữ như thế nào cho nó phù hợp. Và có một cái điều nữa đó là cái vấn đề liên quan đến ngoại ngữ, đó là tiếng Anh, và tiếng chúng ta thường sẽ sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt trong các cái báo cáo tư vấn pháp lý tùy vào đối tượng khách hàng của chúng ta. Thế thì các bạn phải lưu ý là vì tiếng Anh thì không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, và có rất là nhiều các cái khái niệm về pháp luật theo tiếng Anh nó sẽ rất là khác nếu như mà chúng ta mà khi mà sử dụng ý, đối với bất cứ một cái khái niệm nào mà các bạn thấy mình còn chưa rõ ràng thì các bạn cần phải kiểm tra lại. Bây giờ mình sẽ thử hỏi, bởi vì là cái nội hàm của các cái khái niệm trong pháp luật của nước ngoài trong tiếng Anh chẳng hạn nó sẽ rất là khác, nó sẽ không thể hiểu theo cái cách dịch tiếng Việt thông thường được. Thế đây tôi xin lấy một ví dụ, lại phải hỏi, thấy sợ phải hỏi các bạn, không sợ các bạn ngủ mất. Xem là đây, hỏi các bạn hiểu thế nào về cái khái niệm là identifications ạ? Identifications. Rất là mong được nhìn thấy một cái cánh tay ạ. Dạ vâng, không biết là các thí sinh của chúng ta có ý kiến hay là có câu trả lời thế nào về câu hỏi mà diễn giả vừa đặt ra không ạ? Hiện tại thì ban tổ chức vẫn chưa thấy cánh tay nào giơ lên. Vậy thì MC xin phép được mời thí sinh Lê Khánh Hòa, số báo danh 246 đến từ team có thể giúp ban tổ chức trả lời câu hỏi của diễn giả không ạ? Luật sư và các bạn, MC và các bạn. Theo như em hiểu thì identification là một thuật ngữ dùng để chỉ cái việc xác định hoặc nhận dạng một đối tượng nào đó. Đó, cái identifications thì theo pháp luật lại không phải là, có thể là mình nói không rõ nên các bạn nghe không rõ nhỉ. Identifications, đấy thì mình cũng đưa ra khi mà cái thuật ngữ này, nếu mà khi chúng ta chẳng hạn cần phải tư vấn, chúng ta đọc thoáng qua thôi, nhưng mà chúng ta nếu như, cảm ơn bạn vừa bạn Khánh Hòa rất là nhiều nhé. Khi mà chúng ta chỉ đọc qua thôi, identify là gì, là bồi thường chẳng hạn. Thế thì trong cái trường hợp này, identifications có phải là sự bồi thường hay không? Xin trả lời là trong cái trường hợp này, cái identifications không phải là sự bồi thường. Nó lại có một cái nghĩa rộng hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể nói là sự, nếu mà dịch một cách ngắn gọn là sự bồi hoàn thì nó không đủ. Nó là gì? Nó lại được phải giải thích một cách rộng hơn. Đó là gì? Khi mà một người giữa hai bên ở trong hợp đồng, một bên bị thiệt hại do bên thứ ba yêu cầu phải bồi thường cho các cái thiệt hại của bên thứ ba phải chịu do lỗi của bên thứ nhất, thì cái bên giữa bên A và bên B phải bồi thường cho bên thứ ba, bởi vì những cái lỗi do bên A gây ra thì bên B có quyền được yêu cầu bên A là bồi hoàn lại cho mình toàn bộ những cái thiệt hại mà do bên B phải chịu
từ lỗi của bên A gây ra. Đó, thì với cái khái niệm như vậy nó lại phải giải thích một cách rộng như vậy và nó cần phải hiểu rộng hơn chứ không phải chỉ là indemnify nghĩa là bồi thường. Như là cái khái niệm về compensation thì mình cũng chỉ xin đưa ra một cái ví dụ ngắn gọn như vậy để cho các bạn thấy là chúng ta cần phải rất là cẩn trọng khi chúng ta sử dụng các cái từ ngữ. Bởi vì mình đã gặp rất là nhiều trường hợp khi mà mình viết những cái câu ra như vậy thì mình cứ nghĩ là có thể mình không, nhiều khi là chúng ta không nhận biết được rằng là ở pháp luật, ở một cái hệ thống pháp luật khác thì cái cách hiểu cái từ đó, cái khái niệm đó lại được hiểu một cách khác, nó lại bao hàm những cái ý nghĩa khác. Vâng, thế bởi vì là thời gian cũng sẽ không còn nhiều, thế nên là mình sẽ đi thật nhanh đối với cả những cái phần tiếp theo để đảm bảo thời gian của chương trình. Thứ nhất là liên quan đến sau khi mà các bạn đã có các cái câu kiến thức cơ bản đối với việc soạn thảo cái thư tư vấn rồi thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể một cái hợp đồng là hợp đồng mua bán. Vâng, thì đối với hợp đồng mua bán là phần này thì đáng nhẽ là tôi cũng muốn rất là muốn hỏi các bạn xem là đối với các bạn thì hợp đồng mua bán thì cần phải có những cái điều khoản nào. Thế nhưng mà bởi vì thời gian không cho phép thế nên là tôi xin phép là cũng sẽ được trình bày luôn. Đó là trong cái hợp đồng mua bán ấy, các bạn học vâng, thì nó sẽ có những cái điều khoản liên quan đến cơ bản, ví dụ như là thông tin về các cái bên tham gia. Cái thông tin về các bên tham gia tưởng chừng là đơn giản thôi nhưng mà lại rất là cần thiết. Bởi vì chẳng hạn như nếu mà các bạn, một cái công ty người ta lại có hàng chục cái công ty con với những cái tên na ná như nhau, thì nếu trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp mà chúng ta không xác định được chính xác ai là người đã là đối tác ký kết với chúng ta, chẳng hạn như là lúc mà ký kết thì là ông A, ông ý ký kết nhưng mà ông ý lại không phải là, ông ấy cũng ở trong cái tập đoàn đấy nhưng ông ấy lại không phải là người đại diện theo pháp luật hay người đại diện theo ủy quyền của cái bên của cái bên B mà là ký kết hợp đồng với chúng ta chẳng hạn. Thế nên là chúng ta cần phải biết rõ cái thông tin của các bên tham gia. Thứ hai là các cái thông tin liên quan đến các loại hàng hóa, vì làm hợp đồng mua bán mà, nên là các loại hàng hóa, thông tin các cái điều khoản liên quan đến giá cả và phương thức thanh toán, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên, liên quan đến giải quyết tranh chấp hay là phạt vi phạm trong các cái trường hợp mà có vi phạm xảy ra. Và đối với cái hợp đồng mua bán như vậy thì có những cái điều khoản mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là các cái điều khoản liên quan đến đối tượng của hợp đồng. Tại vì sao? Đối tượng của hợp đồng mua bán thì nó muôn hình vạn trạng. Thế nên là chúng ta khi mà là luật sư ấy thì nhiều khi là chúng ta sẽ không thể nắm rõ cái đối tượng của cái hợp đồng mua bán này, không thể biết rõ được cái loại hàng hóa. Ví dụ như là tôi nói là các bạn, ví dụ như là bây giờ người ta mua bán với nhau một cái cần cẩu hoặc là mua bán với nhau những cái máy bay chẳng hạn, thế thì chắc chắn là bên khách hàng họ sẽ nắm rõ các cái chi tiết hơn về cái những cái hàng hóa đó. Thì trong trường hợp nếu chúng ta có những cái vấn đề gì, những cái chi tiết cụ thể của cái đối tượng của cái hợp đồng mua bán mà chúng ta không nắm rõ thì chúng ta phải làm rõ với khách hàng để cho khách hàng cung cấp những cái điều khoản đó. Thứ hai là liên quan đến các cái vấn đề về thanh toán, thì hiện giờ các cái công cụ thanh toán, các cái cách thức thanh toán nó rất là đa dạng, thì chúng ta cũng cần phải có các điều khoản rõ ràng liên quan đến thời hạn thanh toán, đến loại tiền thanh toán, đến các vấn đề liên quan đến chuyển khoản, đến tài khoản nhận, rồi liên quan đến cái tỷ giá hối đoái ở tại từng thời điểm. Bởi vì có nhiều cái hợp đồng mua bán nó không phải là mua đứt bán đoạn mà nó có thể là thanh toán theo từng đợt, hoặc là một cái hợp đồng mua bán chung sau đó thì sẽ từng đợt hàng nó sẽ có những điều khoản thanh toán thay đổi khác nhau. Thì để đảm bảo là không phát sinh những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp ở trong tương lai thì chúng ta quy định về những cái điều khoản về thanh toán càng rõ, càng bao nhiêu thì càng tốt. Ngoài ra thì cái hợp đồng mua bán nó có một số các cái quy định khác liên quan đến vận chuyển và giao nhận. Cái này thì các bạn chẳng hạn học ngoại thương thì chắc là sẽ nắm rõ hơn mình rồi. Nhờ các cái điều khoản khi nào thì người ta sẽ chuyển giao cho nhau cái quyền sở hữu, khi nào, khi mà cái rủi ro nó diễn ra ở trong cái thời điểm mà cái hàng hóa đấy nó đang được vận chuyển hay nó đã được giao nhận rồi hay nó đã ở kho, thì cái rủi ro nó sẽ là do ai chịu trách nhiệm
rồi các cái điều khoản liên quan đến bảo hành hàng hóa, liên quan đến việc mua bảo hiểm hay là liên quan đến việc đổi trả hàng hóa hoặc là giải quyết các cái tranh chấp. Thì những cái điều khoản này là những cái điều khoản mà nó đặc thù đối với cả hợp đồng mua bán mà khi chúng ta soạn thảo chúng ta phải luôn luôn nhớ đến. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm một cái số các cái kỹ thuật khi mà soạn thảo cơ bản các cái hợp đồng này thì chúng ta luôn nhớ là để đầy đủ, thứ nhất là phải đầy đủ các cái nội dung trong cái hợp đồng, thứ hai là chúng ta cũng cần phải diễn đạt một cách rõ ràng để cho tất cả các bên đều cùng hiểu, và sử dụng các cái thuật ngữ trong toàn bộ các cái hợp đồng mua bán là phải giống như nhau, để không các bạn có thể thấy là nhiều khi tôi cũng chưa được trực tiếp tham gia nhưng cũng có biết về một cái hợp đồng khi mà họ chỉ có thay đổi đơn giản cái chữ viết hoa khi mà các bạn viết tắt đấy ạ. Ví dụ như là hàng hóa thì trên cái phần viết tắt thì các bạn viết chữ hàng hóa, cả hai chữ H đều là viết hoa, thế nhưng mà ở dưới trong cái điều khoản cụ thể các bạn lại viết chữ hàng hóa và chữ hóa thì lại chữ H lại không viết hoa. Và khi xảy ra cái tranh chấp liên quan đúng đến cái điều khoản đấy thì cái bên kia họ lại nại ra là cái chữ hàng hóa này không phải là hàng hóa mà chúng tôi nhắc đến ở trên để mua bán, mà đây là hàng hóa nói chung. Đó, thế thì chính cái sự cẩn trọng của các bạn trong cái từng cái việc soạn thảo hợp đồng nó sẽ giúp cho khách hàng của chúng ta bớt đi rất là nhiều các cái rủi ro về mặt pháp lý. Vâng, đến cái phần tiếp theo là cái phần tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Thì cái này tôi sẽ xin phép là qua đi nhanh thôi. Đó, thế thì thứ nhất là trước khi mà tiến hành tư vấn cho khách hàng ấy thì các bạn sẽ cần phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Thứ nhất là các bạn phải tìm hiểu là khách hàng của các bạn là ai, những ai sẽ tham gia trực tiếp vào cái buổi gặp hôm đấy, số lượng là bao nhiêu, và sẽ gồm có những cái người họ sẽ có những cái nội dung nào cần hỏi, cần trao đổi với cả chúng ta. Thì thông thường trước khi mà chúng ta gặp mặt khách hàng thì bao giờ khách hàng cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những cái thông tin như vậy. Chúng ta cũng ngoài những cái thông tin khách hàng đưa ra, chúng ta cũng phải lên mạng, cũng phải tìm hiểu thêm về những cái hoạt động kinh doanh của khách hàng, những cái vấn đề hiện nay mà người ta đang vướng mắc, bởi vì là nhiều khi là người ta hỏi cái A thôi nhưng mà cái điều người ta quan tâm lại là cái B cơ chứ không phải là cái A. Thế nên là các bạn có thể chúng ta càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì chúng ta sẽ có thể giải quyết và có cái một cái buổi gặp với khách hàng một cách sẽ được thuận lợi hơn bấy nhiêu. Vâng. Vâng, thế đến khi mà chúng ta gặp khách hàng thì cái quy trình tư vấn pháp lý của khách hàng thế nào? À, còn một cái điểm nữa rất là quan trọng mà tôi cũng sẽ nhắc lại các bạn là trong cái phần tiếp theo. Nhưng mà khi trong cái quá trình mà chúng ta tư vấn pháp lý thì khi gặp khách hàng chúng ta sẽ cần phải, mặc dù là có thể khách hàng đã đưa ra các cái yêu cầu từ trước rồi, những một số các cái thông tin từ trước rồi, thế nhưng mà khi mà trao đổi với khách hàng thì chúng ta luôn phải lắng nghe và ghi chép đầy đủ các cái yêu cầu cũng như những cái chia sẻ của khách hàng, bởi vì đó cũng sẽ là cái nội dung, nó cũng sẽ là những cái nội dung, những cái cơ bản để chúng ta có thể trả lời cho những cái câu hỏi của khách hàng sau sau đó. Và nếu như mà thứ nhất là nếu như chúng ta đã có sẵn các cái câu trả lời rồi thì chúng ta có thể là trả lời các cái thắc mắc của khách hàng ngay tại cái cuộc họp, là những cái thắc mắc mà chúng ta đã được chuẩn bị rồi, chúng ta đã nắm chắc thì chúng ta có thể trả lời ngay tại chỗ. Tuy nhiên là nếu như trong cái phạm vi của cái buổi họp ngày hôm đó có những cái vấn đề mà chúng ta chưa nắm rõ, chúng ta chưa nghiên cứu thì cái cách tốt nhất đó chính là chúng ta sẽ phải nói với khách hàng là chúng tôi đã nốt lại những cái vấn đề này rồi. Các bạn cũng có thể chia sẻ một hai những cái thông tin rất là chung chung về những cái vấn đề đó thôi, nhưng mà cũng sẽ xác nhận với khách hàng là chúng ta sẽ trả lời sau, sẽ bằng một cái thư tư vấn hoặc là một cái cuộc hẹn tiếp sau. Và tôi nghĩ là tuyệt đối không nên là nếu như chúng ta không nắm rõ vấn đề thì chúng ta không nên tư vấn, không nên trả lời ngay tại cái cuộc gặp, thì cái điều đó nó sẽ có cái tác dụng không tốt một chút nào. Nó sẽ có thể, nếu mà chúng ta tư vấn đúng thì không sao, thế nhưng nếu mà không tư vấn đúng thì cái hậu quả của nó sẽ rất là không tốt. Vâng, và đến khi sau đó thì chúng ta sẽ có thể là đưa ra cho cái khách hàng một cái timeline, một cái kế hoạch sơ bộ để đề xuất một cái buổi trao đổi tiếp theo nếu như mà cần thiết để giải quyết cái vấn đề còn tồn đọng.
Và khi mà chúng ta tiến hành một cái buổi tư vấn pháp lý ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều các cái vấn đề ngoài cái nội dung tư vấn pháp lý, nó có thể ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái buổi tư vấn ngày hôm đó. Thì chẳng hạn như là có một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, đó chính là cái việc các bạn đến cái buổi tư vấn đó một cách đúng giờ. Tôi đánh trong cái buổi training ngày hôm nay thì mình đánh giá rất cao những bạn mà đã có mặt trước cái buổi training, trước khi mà buổi training bắt đầu, đó là lúc 7 giờ. Cái việc chúng ta đến cái cuộc họp, cái buổi tư vấn pháp lý đó đúng giờ, nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp của chúng ta và cái sự tôn trọng của chúng ta đối với cả khách hàng. Và các bạn nên nhớ là đúng giờ có nghĩa là đến trước 5 phút. Tại sao? Tại vì các bạn có thể là chúng ta có thể là tư vấn tại cái văn phòng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể sẽ phải đi sang cái văn phòng của khách hàng. Và với cái tình hình giao thông ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là bất cứ đâu, các bạn không thể đảm bảo, luôn luôn đảm bảo là các bạn có thể đến đấy một cách suôn sẻ mà không có những cái vấn đề có thể xảy ra, ví dụ như là tắc đường, có thể là các bạn quên một cái tài liệu nào đó, hoặc là có một cái tình huống nào bất ngờ xảy ra. Thế thì cách tốt nhất để chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái cuộc tư vấn đó rất là đơn giản thôi, đấy là các bạn nên đến sớm trước 5 phút, thậm chí là 10 phút để chúng ta có thể đến nơi, có thể chuẩn bị sẵn sàng cái phong thái, kiểm tra lại cái tất cả những cái tài liệu chúng ta mang đến, vân vân, thì nó cũng sẽ là có cái ấn tượng rất là tốt đối với khách hàng. Thứ hai là đối với cả cái ngôn ngữ và giọng điệu thì chúng ta sẽ có một cách thân thiện, cởi mở với cả khách hàng. Chúng ta cũng không cần phải quá là academy, hoặc là sử dụng những cái ngôn ngữ đây thì cũng liên quan đến vấn đề ngôn ngữ, thì cũng sẽ phải tùy thuộc vào cái người mà mình trực tiếp đối thoại, họ là những người mà có thể hiểu biết về pháp luật hay không, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ cho nó phù hợp. Và chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái thành phần tham gia của cái cuộc họp ngày hôm đấy, gồm những ai, để có thể chuẩn bị cho mình cái có những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho mình. Và các bạn luôn nhớ là nên cầm theo cái name card của mình để có thể đưa cho bên đối tác, với những người mình gặp. Tại vì là có thể là các bạn đã từng trao đổi làm quen với cả bên bộ phận pháp chế, tuy nhiên thì trong cái cuộc gặp đấy cũng có thể có những cái bên khác, ví dụ như là bên bộ phận kinh doanh hay là bộ phận phát triển sản phẩm vân vân, thì các bạn cũng có thể đưa cái name card của mình. Nó là thứ nhất là thể hiện sự chuyên nghiệp, thứ hai là cũng để mở rộng cái network của các bạn, khi mà họ có những cái thắc mắc tư vấn tương tự thì họ cũng có thể nhớ đến các bạn và sẽ liên hệ với các bạn. Chúng ta cũng rất là cần quan tâm đến cái ngoại hình, cũng cần phải chuẩn bị cho mình một cái ngoại hình chỉn chu. Tất nhiên là nó cũng sẽ tùy thuộc vào văn hóa của từng nơi. Tôi cũng từng tham gia rất nhiều cái cuộc họp mà CEO hay là giám đốc của hoặc là trưởng bộ phận pháp chế, nhưng mà họ ăn mặc một cách rất là thoải mái, họ mặc áo phông, quần short các kiểu, nhưng mà mình với tư cách là một người tư vấn thì tôi khuyên là nên là ăn mặc một cách chỉn chu, gọn gàng, và với cái phong cách văn phòng đi làm thì nó sẽ phù hợp hơn. Vâng, cuối cùng là tôi xin nêu ra một cái số các cái tình huống kinh nghiệm, một số cái tình huống đặc biệt và cái phương án giải quyết, thì cũng vì thời gian nó cũng không còn nhiều nữa nên là mình cũng sẽ cố gắng nói ngắn gọn thôi. Là trong cái trường hợp như là mình cũng chia sẻ là mình đã trải qua trường hợp là khi mà khách hàng đến gặp, thì mặc dù là cái yêu cầu ban đầu đưa ra của khách hàng rất là khác, nhưng mà cái khi mà chúng ta đến gặp mặt trực tiếp ấy, thì lại khách hàng lại đề cập đến những cái vấn đề mà không liên quan đến những cái vấn đề, các cái câu hỏi mà người ta đã nêu ra, hoặc là nó xuất hiện rất là nhiều các cái tình huống mới mà trước đây khách hàng chưa hề cung cấp cho mình. Nó làm thay đổi hoàn toàn cái cục diện của cái vấn đề tư vấn pháp luật mà mình đã chuẩn bị. Thế thì trong cái trường hợp như thế này thì các bạn nên làm như thế nào? Trong cái trường hợp như thế này thì như mình cũng đã chia sẻ trước đây rồi, nghĩa là thứ nhất là với cái tiêu chí là không bao giờ, luôn luôn tư vấn đúng pháp luật và vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
Thế nên là trong cái trường hợp đó, mặc dù là có thể khách hàng người ta có rất là nhiều các cái sự sức ép liên quan đến timeline, liên quan đến cái thời gian, thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải đảm bảo cái vấn đề là tư vấn đúng pháp luật. Trong cái trường hợp này thì chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu khách hàng nêu rõ các cái vấn đề hơn, thu thập đủ nhất các cái thông tin của khách hàng, sau đó thì xin phép khách hàng là sẽ không tư vấn cụ thể trực tiếp ngay ngày hôm đó, nhưng mà ngay tại cái buổi gặp hôm đó, nhưng mà chúng ta sẽ nghiên cứu lại, chúng ta sẽ phải xem xét lại cái vấn đề pháp lý mà khách hàng đang hỏi và có thể đưa ra các cái tư vấn trả lời cho khách hàng ở trong cái buổi gặp tiếp theo, hoặc theo trong một cái tư vấn tiếp theo. Thế thì cái vấn đề ở đây tôi muốn nhấn mạnh là ở đây không phải là cái trong cái buổi hôm nay là tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về kỹ năng và không không đi sâu vào cái nội dung của pháp luật. Đó, thế thì trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết như với cái cách một cái cách mà đảm bảo không chỉ là cái lợi ích của khách hàng mà đồng thời cũng sẽ là cái trách nhiệm và cái rủi ro của cái người đưa ra cái vấn đề tư vấn pháp lý. Vâng. Vâng, bởi vì là cũng đã quá thời gian mất 16 phút rồi ạ. Thế nên là tôi xin nhường lời lại cho ban tổ chức, chúng ta có thể có một số cái câu hỏi nhanh ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng bổ ích của diễn giả. Và trải qua hơn nửa thời lượng của chương trình thì các thí sinh có phần nào hiểu hơn về ý nghĩa của buổi training ngày hôm nay. Và ban tổ chức thì nhận thấy các bạn thí sinh vẫn còn khá là nhiều thắc mắc bên ngoài những cái phần mà diễn giả Bùi Thu Thảo vừa mới giải đáp. Vậy nên em xin phép được chuyển đến phần tiếp theo của buổi training, phần Q&A. Và trong phần này thì diễn giả của chúng ta sẽ trực tiếp chia sẻ và giải đáp những cái câu hỏi liên quan đến Ninh. Vậy nên các bạn thí sinh đừng ngại nhấn nút giơ tay để có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với diễn giả. Ngoài ra thì thí sinh cũng có thể để lại câu hỏi ở trong box chat để được diễn giả giải đáp thắc mắc của mình ạ. Xin mời các thí sinh đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin mời bạn Mai Phương ạ. Dạ, em chào chị Thảo, em cảm ơn phần chia sẻ của chị rất là nhiều ạ. Thì về vấn đề này thì em có xin hỏi một câu, đó là ví dụ như trong trường hợp mà khách hàng của mình họ nêu rõ cho mình cái mục đích, ví dụ như khi họ muốn đầu tư và họ nêu rõ cho mình cái mục đích và lý do chính mà họ đầu tư là gì, tuy nhiên họ cũng thể hiện cái mong muốn thực hiện một cái hành vi đó và nhờ mình tư vấn, thì sau khi mà nghiên cứu thì mình nhận thấy rằng nếu như mà họ thực hiện cái hành vi đó thì nó sẽ không có lợi để đạt được cái mục đích cuối cùng bằng một cái hành vi pháp lý khác, thì mình vẫn có thể nêu ra cái điều đó trong báo cáo tư vấn thì nó có phù hợp hay không ạ? Hay là mình phải bám sát vào cái hành vi mà khách hàng họ nói rằng là họ đang mong muốn? Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Mình cũng xin trả lời của bạn Mai Phương, mình xin trả lời như thế này ạ. Khách hàng sẽ rất là vui khi mà bạn không chỉ là đưa ra cái nhận định đối với cả những cái cách áp dụng cách 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 tuân thủ pháp luật hiện giờ đối với cả các cái mô hình kinh doanh hay là với cả các cái hoạt động đầu tư của họ. Nghĩa là mình không chỉ là nhận định đối với cả những cái hoạt động mà họ đang với cái giải pháp, cái phương án mà họ đang sử dụng hiện nay, mà nếu như trong cái trường hợp bạn tư vấn bạn thấy là có một cái phương án khác, một cái giải pháp khác nó phù hợp hơn, nó nên được cái bên khách hàng của mình áp dụng hơn, thì chúng ta hoàn toàn nên đưa ra cho khách hàng biết được về cái phương án đó. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng nên là cân nhắc, vì chúng ta sẽ tư vấn ở trong cái phạm vi yêu cầu của khách hàng thôi. Thế nên là ví dụ như là bạn nên cân nhắc
trong cái kết cấu của cái phần tư vấn của bạn. Thì nếu như mà bạn có thể đưa ra cái phương án đó một cách ngắn gọn và có phân tích đủ để cho khách hàng thấy được cái điểm hơn của cái phần của cái cách làm này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên chẳng hạn như là mất cân đối. Tôi nói một cách hình dung cho dễ là chẳng hạn như một cái bản tư vấn là có 5 trang thì bạn phân tích cho khách hàng một trang về cái câu hỏi của họ, còn 4 trang còn lại là bạn phân tích về cái cách của cái cách thứ hai do bạn đề xuất, thì tôi nghĩ là nó có thể là không nên, mà chúng ta có thể là nó có thể bị coi như là ngoài cái phạm vi tư vấn chẳng hạn. Thì các bạn cứ phân tích theo đúng câu hỏi của khách hàng, sau đó các bạn có thêm đưa ra thêm một cái phương án nữa và các bạn phân tích ngắn gọn cái phương án đó và sẽ viết cho khách hàng là nếu như các bạn quan tâm đến cái vấn đề này thì chúng tôi có thể tư vấn thêm cho các bạn ở ngoài cái phạm vi này, tư vấn thêm với một cái phí thêm, một cái separate fee cho cái nội dung này. Đó, thế thì như vậy là nó vừa đảm bảo là chúng ta tư vấn đúng cái nội dung mà khách hàng mong muốn và chúng ta cũng đảm bảo là chúng ta sẽ nhận được một cái phù lao xứng đáng cho cái phần tư vấn bổ sung của chúng ta. Và có thể là nếu như khách hàng người ta có quan tâm thì người ta mới sẽ đào sâu theo đấy, còn nếu họ vẫn cứ vì một số các cái lý do của bản thân cái doanh nghiệp đó họ chỉ muốn sử dụng cái phương thức kia thôi thì họ sẽ không quan tâm nhiều đến cái phương thức này chẳng hạn như vậy, thì đấy là cái cách xử lý mà mình đưa ra cho bạn trong cái trường hợp này. Cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn chị Thảo nhiều ạ. Dạ vâng, không biết là còn thí sinh nào có câu hỏi muốn đặt ra cho diễn giả không ạ? Dạ vâng ạ, nếu như không có câu hỏi nào đến từ các thí sinh nữa thì do thời lượng của chương trình cũng có hạn nên nếu các thí sinh còn có những cái thắc mắc liên quan đến nội dung của buổi training ngày hôm nay thì các bạn có thể vui lòng liên hệ với ban tổ chức qua email hoặc qua fanpage chính thức Sổ Lo để ban tổ chức có thể cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh trong thời gian sớm nhất có thể. Và vâng, thưa diễn giả, vậy là chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của buổi training ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, Bảo Linh xin kính chúc diễn giả, luật sư Bùi Thu Thảo luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Đặc biệt, xin chúc cho các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi năm nay, cả về tinh thần cũng như về kiến thức chuyên môn. Và để ghi lại những kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay, em xin phép mời tất cả mọi người dành ít phút thời gian quý báu của mình, bật camera lên và cùng chụp một tấm ảnh check out để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay cùng với ban tổ chức ạ. Xin mời mọi người ạ. Đây chắc là phần điểm danh đây. Ban tổ chức có thể hỗ trợ chương trình chụp lại một tấm ảnh được không ạ? Vâng. Dạ vâng, một lần nữa thì MC xin phép mời tất cả mọi người dành ít phút thời gian quý báu của mình bật camera lên để chụp một tấm ảnh check out và lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay cùng với ban tổ chức ạ. Và ban tổ chức đã chụp được ảnh. Xin cảm ơn tất cả thí sinh cùng người diễn giả và MC. Vâng, như vậy là buổi training
của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự có mặt của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những sự kiện tiếp theo của cuộc thi Sơ hợp Law cũng như của câu lạc bộ nhà tư vấn luật LCC. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn chị và các bạn có buổi cuộc thi.